Game thủ nổi tiếng Tiểu Thương gần đây vì làm đại diện cho nhãn hiệu bánh thịt chiên giả mà ảnh hưởng đến danh tiếng. Tôi tên Vương Trạch, là thiết kế cho một công ty quảng cáo. Những dự án thông qua tay tôi chắc chắn sẽ nổi tiếng. Cô ấy tên Tiểu Thương, game thủ nổi tiếng. Sau khi thua trong một trận chiến quan trọng, đã thoái ẩn giang hồ, lợi dụng danh tiếng, bắt đầu hoạt động kinh doanh, tham gia diễn xuất, làm đại diện cho nhiều sản phẩm. Thành công giúp gia tăng số lượng người hâm mộ. À, cái này là kế hoạch của tôi. Nhìn đi, quả nhiên là nổi tiếng. Tổng giám đầu heo, cậu dám không nghe điện thoại của tôi, đến công ty cho tôi ngay lập tức. Quá lố, hư cấu, giả tạo. Giờ liên lụy đến bảo bối của chúng ta rồi. Đây là ông sếp ngu ngốc của tôi. Còn đây là tổng giám đầu heo của tôi. Hai con người vô dụng này bình thường không thấy bóng dáng đâu, nhưng xảy ra chuyện thì nhất định sẽ xuất hiện, đổ lỗi lên người khác. Mời tiếp tục. Ai chịu trách nhiệm đây hả? Nhìn đi, quả nhiên là vậy. Chẳng phải nói với anh rồi sao? Tiền không quan trọng. Anh tìm những người không ra gì thế này, thiển cận vô dụng, có thể làm ra thứ gì tốt sao? Chuyện đó anh chỉ bảo đúng lắm. Ông chủ, kế hoạch này tôi làm theo ý tổng giám. Cậu không cần giải thích nữa. Lập tức thu dọn đồ đạc, đi đi cho tôi. Đi đi đi. Chủ nhà đòi mạng. Bảo bối, chị Thương đến rồi à? Bảo bối, sao chị lại đến đây? Anh làm vậy là sao? Cậu làm gì vậy hả? Làm sao thế? Biết nghe máy rồi sao? Sao còn chưa dọn đi? Mai sẽ có người dọn tới, cậu mau biến đi. Trấn Nam Cực. Vậy mà còn chưa chết sao? Ôi trời ạ! Vương Trạch, sao con về mà không nói trước với bố một tiếng? Đây là bố tôi, Vương Thắng Lợi, người cũng như tên, vô cùng thắng lợi. Bố mở quán bia đầu tiên, tiệm game đầu tiên, tiệm nét đầu tiên trong trấn. Máy móc càng ngày càng mới, nhà cũng càng ngày càng to. Còn chúng tôi càng ngày càng nghèo. Bố thường nói con người biết tiêu tiền mới kiếm được tiền, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bố kiếm được đồng nào. Chỉ biết bố nghiện cờ bạc, hễ chơi là thua. Cuối cùng ngay đến tiền chữa bệnh cho mẹ tôi cũng không còn. Vương Trạch, vẫn chưa ăn cơm đúng không? Về nhà đi. Hai bố con mình uống với nhau vài ly. Hôm nay không muốn uống. Được, được, được. Bố nói con nghe. Bố nhớ ra một chuyện. Bố đem phòng của con cho một cô gái du lịch ở đây thuê rồi. Tối nay con ngủ ở trong phòng của bố đi.
Trời ạ, học người ta cho ở trọ sao? Cũng biết tính toán lắm đấy. Còn người cả đời chỉ biết tính toán kỹ lưỡng cũng đâu có được. Hoàn toàn không tính toán kỹ lưỡng cũng không được. Vậy nên nghe theo con tim mình thì tốt hơn. Con người của bố chính là cả đời này quá tùy hứng. Nếu bố tính toán sớm một chút thì mẹ con sẽ đi sớm thế sao? Được rồi, về nhà ngủ đi, con ngủ ở tiệm nét. Ồn ào cái gì vậy? Đừng có nói nữa. Anh thắng lợi. Chỉ cần anh có thể chuyển nhượng tiệm nét này, chẳng phải đã thỏa thuận rồi sao? 5 năm là sẽ trả hết. Bây giờ mới 4 năm. Thắng lợi. Tôi không phải người không biết nói lý lẽ. Đã nói 5 năm thì không giở trò. Tiền thuê năm cuối này tôi sẽ đưa cho anh. Tôi còn bù thêm cho anh 1 tháng nữa. Cái gì cũng không có mà anh còn mở gì nữa. Thiển cận nông cạn, có biết không? Thiển cận nông cạn. Triệu Kim Phát, người quen của nhà tôi, chủ nợ, con bạc. Ông ta sửa tiệm bia thắng được thành tiệm massage chân, tiệm game thành trung tâm massage. Bây giờ ông ta muốn lấy tất cả, muốn biến quán nét nhà tôi thành hộp đêm. Nhưng lần này ông ta gặp phải đại thần rồi. Bố tôi dễ ức hiếp, tôi cũng dễ ức hiếp sao? Thiển cận nông cạn. Chú Triệu, nóng vội gì chứ? Đợi chúng tôi thắng được giải đấu W Game toàn quốc thì sẽ trả tiền cho chú. Không cần thúc ép bố tôi như vậy đúng không? Trung tâm giải trí của chúng tôi dùng số tiền lớn để mời đội nhóm tham gia cuộc thi W Game toàn quốc. Tiệm nét rách nát này của cậu làm được trò trống gì? Có trung tâm giải trí của chúng tôi ở đây, tôi tin chú cũng là một người gan dạ. Thế này đi, chúng ta đánh cược một trận. Nếu ở W Game chúng tôi có thể thắng được trung tâm giải trí của các người, thì tiệm nét rách nát này của chúng tôi các người đừng nhớ nhung tới nữa. Nếu chúng tôi thua, tiệm nét tặng cho các người, có được không? Cược. Được. Hai bên đã nhất trí. Những người bạn ở đây cũng giúp đỡ làm chứng nhé. Nhóc con, gặp nhau ở trận đấu nhé. Số tiền cuối năm ngoái con đưa cho bố đâu? Chẳng phải tối qua đã nói với con rồi sao? Đổi máy tính làm gì còn dư chứ? Bố cũng muốn giữ tiệm nét lại, giữ làm kỷ niệm, giống như mẹ con vẫn còn đang ở cùng hai chúng ta vậy. Để bố đi lấy rượu, hai bố con mình cùng nhau uống nhé. Chẳng phải tối qua con nói với bố rồi sao? Con không uống. Tăng tốc. Tăng tốc. Này, lại chậm mất 3 giây rồi. Làm lại. Con gái, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày tập huấn. Con lề mề cái gì? Làm lại. Chuẩn bị. Cố lên. Cố lên. Chưa có say, con còn có thể uống được nữa. Bố, sao? Bây giờ bố mặc loại này sao? Thằng nhóc này,
Cái này là của cô gái thuê phòng đấy. Treo lên lại cho cô ấy đi. Treo lên đi. Có nhìn thấy không hả? Công viên giải trí đóng cửa rồi. Chỉ có cái vòng đua quay ấy, lặng lẽ một mình ở đó thôi. Mọi thứ đã đều thay đổi. Thế giới thay đổi rồi. Làm gì có thứ gì cả đời không thay đổi chứ. Chó hoang cũng có ước mơ trở thành sói mà. Con trai, chúng ta có thể thắng cuộc thi đó sao? Thua à? Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Có biết biệt danh hồi học đại học của tôi là gì không? Thánh game. Tôi dẫn dắt các chiến sĩ cùng phòng đánh với phòng khác, bắt đầu giết từ phòng 1 lầu 1. Bao nhiêu tiếng đồng hồ là bấy nhiêu phòng bị đánh bại, không ai có thể đếm được. Người ta chỉ nhớ đến cuối cùng có một người đứng trên đỉnh cao của đống thi thể ấy. Trời sáng rồi à? Chú, sao chú lại ngủ ở dưới đất? Xin lỗi, tối qua uống say quá. Biến thái. Này, cô gái, cô đừng hiểu lầm. Đây là con trai tôi. Dậy đi, mau dậy đi. Con khỉ. Chẳng phải anh mới bị đuổi việc? Đùa cái gì vậy? Đừng có nói lung tung, tôi liều mạng với chị. Tôi cho anh biết, sau này đừng động vào đồ của tôi. Biến thái. Xin lỗi nhé, không sao. Hai đứa biết nhau à? Con biết chị ta, nhưng chị ta không biết con. Bố, chị ta chính là khách thuê phòng đấy sao? Ừ, nói là đến tìm công thức bánh thịt chiên. Công thức? Chú, cháu đi chạy bộ đây ạ. Ừ, từ từ thôi nhé. Có biết người ta là ai không? Ai vậy? Đại tỷ game thủ Trung Quốc. Chị thương, đợi một chút, nghe tôi nói xong đã. Bố tôi cũng hết cách rồi, tôi phải giúp bố tôi mới được. Tôi cho anh biết, tôi không tham gia thi đấu lâu rồi. Không phải, công thức bánh thịt chiên thần thánh, tôi biết là có. Ông nội của ông nội tôi là đầu bếp bánh thịt chiên rất nổi tiếng thời Hàm Phong đấy. Nhà chúng tôi chắc chắn có, hơn nữa lần trước chỉ là hiểu lầm thôi. Truyền thông lá cải muốn bôi nhọ chị, tôi cũng là nạn nhân mà đúng không? Chính vì tay tổng giám đáng ghét đó bảo tôi viết một kế hoạch chẳng ra gì, vậy nên tôi bị lão sếp chết dẫm kia đuổi việc, đến bây giờ còn phải tham gia cuộc thi chết tiệt kia. Con khỉ, anh có biết anh có một câu nói rất đúng không? Đây là một cuộc thi chết tiệt vì căn bản anh không thể thắng. Đồ thối tha. Này, cô bé, sao cháu lại khóc? Cháu không phải người ở đây đúng không? Không phải, cháu đến tham gia tập huấn điền kinh.
Ra vậy. Vậy sao cháu khóc? Cháu không thích chạy bộ một mình. Sao cháu lại một mình được? Nhìn này, chẳng phải có cái bóng làm bạn với cháu sao? Khi cháu chạy thì có lúc bóng ở phía trước cháu, cháu phải cố lên đuổi theo nó. Cũng có lúc cái bóng ở phía sau cháu, vậy thì cháu phải chạy chậm lại một chút, đợi nó với. Nào nào, cho cháu một cái bánh thịt chiên này, tự chú làm đấy, ngon cực kỳ. Đừng khóc nữa nhé. Anh à, ở đây đang làm gì vậy? Đội game tuyển thành viên, hoan nghênh các thần tiên yêu ma quỷ quái các phương đến đăng ký. Ông chủ, tiệm net Vương Thắng Lợi đang tuyển thành viên cho nhóm thi đấu. Bọn họ ngay đến thành viên còn không đủ nữa. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Chuyện rằng có một trấn nam cực thần bí, có một thanh niên ưu tú tên là Vương Thắng Lợi. Anh ta là một tay chơi bia rất xuất sắc, độc nhất trong trấn. Chính vì Vương Thắng Lợi này mở một quán bia. Vậy tay họ Vương ấy ở đây đang tuyển người chơi game đúng không? Mời vào, mời vào, uống nước nhé. Tôi có thể bắt đầu rồi chứ? Tôi 985, thạc sĩ kinh tế học, bần đạo sống ở núi Cô Dạ, tu luyện hơn 10 năm dòng. Tôi tên Giả Tráng Tráng, tôi là một y tá. Tôi tên Kim Uy Liêm, kinh doanh online. Chúng em là nhóm thiếu nữ tinh nhuệ. Anh biết đánh gì? Tôi biết Vịnh Xuân, Thổ Diệc Song Hình, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cổ tranh cấp 6, nhân viên pha cà phê xuất sắc, còn có 3D Max, tiến sĩ đáng tin, gặp dữ hóa lành, chiêu tài Tấn Bảo, quản lý thu mua sản phẩm game trực tuyến, chính là bán trang bị ở trong game. Đây chỉ là... Được rồi, điều tôi muốn hỏi là trong W game anh sẽ đánh ở vị trí nào? Chưa từng chơi, nhưng tôi còn biết xem các chòm sao. Anh thuộc chòm sao nào? Người tiếp theo. Vô Lượng, Vô Tôn. Anh cấp độ mấy? Vương Giả Lữ Hợp Kim, ADC. Trong 10 phút giết được bao nhiêu binh lính? Đại khái khoảng 70 người. Tệ thật. Tệ là sao? Không ăn sao? Vậy cái này? Nhìn này, cô à, chỗ chúng tôi không bán rượu. Không bán rượu thì mở cửa tiệm làm gì? Phỏng vấn một vòng cũng chỉ có hai người này, xem là có chút năng lực. Hai người đều là cấp bậc trên dưới cấp độ kim đúng không? Trên cấp độ kim, không có dưới. Sao cũng được. Anh chơi vị trí pháp sư. Anh béo, bơm máu. Còn tôi chuyên đánh lén. Tôi chơi đánh giã chiến. Sau đó... Này, Tiểu Tuyết sao lại đến đây? Chú Vương, Khải Khải, Khải Khải. Ai vậy? Cô ấy, nửa năm trước, dọn đến cạnh nhà chúng ta. Bận rộn quá, không có chỗ giữ con, nên thường để thằng bé ở đây. Đây là phạm pháp đấy. Trẻ vị thành niên không được vào tiệm net. Bố không biết sao. Sao lại phạm pháp được? Sau khi thằng bé đến, bố chỉ để nó ở đây làm bài tập thôi. Bố có nói với nó không được phép bước qua bức tường này. Không cho thằng bé vượt qua bức tường. Bố thằng bé đâu? Đừng nhắc nữa. Không chịu trách nhiệm, biến mất rồi. Xin lỗi, tối nay chúng tôi không mở cửa. Anh là ai chứ? Tôi là ai? Im miệng. Còn có nhớ bà Lý không? Đó là cháu gái bà ấy. Thường uống say rồi sẽ đến đây gây chuyện. Nhưng mà bố nói con nghe, chơi game giỏi lắm, cấp kim cương rồi đấy.
Nam Nhi. Có, chơi game với tôi nào, chị Nam. Tôi còn có chuyện. Không ai chơi với nó cả. Vậy sao? Chúng ta bàn bạc một chuyện nhé. Thế này, chúng ta chơi một ván. Nếu cô thắng, tôi miễn phí cho cô tiền chơi game một năm. Nếu cô thua, sau này uống say rồi đừng đến đây gây chuyện nữa được không? Được. Chị Nam, chúng ta còn thiếu một người. Hay là thôi đi. Ý của Khải Khải là tôi có thể thử. Đến giờ diễn rồi. Cô ấy còn chưa trả tiền. Âu Dương Nam. Âu Dương Nam. Âu Dương Nam. Bao tay của cô để quên ở tiệm nét. Này, tôi muốn nói với cô chơi game thật sự rất giỏi. Tôi hy vọng cô gia nhập vào chiến đội của chúng tôi. Tôi hiểu cảm giác cô đơn. Tôi là nam sinh duy nhất trong trường y tá. Âu Dương Nam, cho mọi người chút lòng tin, cũng là cho bản thân chút lòng tin. Cố lên, cố lên, cố lên. Đồ điên. Tiểu Tuyết đang làm việc ở ngân hàng, hơn nữa còn tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, là thiên tài toán học đấy. Chẳng trách giỏi vậy. Chẳng phải anh đang thiếu một chiến sĩ sao? Tôi thấy cô ấy được đấy. Trời ạ, chị Thương đang giúp chúng tôi bày mưu tính kế sao? Thật là vinh hạnh quá. Không phải tôi giúp anh, mà là giúp chú Vương. Không phải chứ, tôi cứ có cảm giác cô và nó quen biết nhau từ trước. Bố, chẳng phải bố khát sao? Mau đi lấy nước. Tôi nói chị nghe, chị đừng có nhắc với bố tôi chuyện tôi thất nghiệp được không? Thế này đi, anh giúp tôi lấy được bí quyết bánh thịt chiên, những chuyện khác tôi sẽ giúp anh. Được. Bây giờ đi tìm Cao Tuyết nói chuyện.
phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chị Tuyết, là thế này, Triệu Kim Phát muốn lấy đi tiệm nét nhà chúng tôi, cho nên chúng tôi cần chị giúp. Tôi chưa từng tham gia thi đấu chính thức. Khải Khải, chúng ta đi nào. Khải Khải, em nói chị biết, em là muốn mẹ ở lại cùng tụi chị chơi game đúng không? Cao Tuyết, cô xem thử có thể cho họ một cơ hội không? Chúc mừng chúng ta lập nhóm thành công. 3, 2, 1. Gia đình thắng lợi, kỷ niệm thành lập đội ngày 26 tháng 4. Chiến đội ưng đen. Ông chủ đã đợi ở trong rất lâu rồi. Các vị anh tài mời vào trong. Xúc xích, dẫn đường. Các vị, tôi đã thức 3 đêm, hoạch định kế hoạch huấn luyện đặc biệt dựa theo vị trí và đặc điểm của mỗi người. Là một thợ săn, ganh, đánh lén, điều quan trọng là dựa vào cái gì? Dựa vào tiết tấu. Vậy nên tôi phải tìm cảm giác về tiết tấu từ chỗ học đánh trống. Bơm máu. Quan trọng nhất là bảo vệ mọi người. Lúc quan trọng phải can đảm hy sinh thân mình. Đợi tôi với. Bình thường anh bó tay bó chân quá mức. Vậy nên điều anh cần được huấn luyện chính là dũng khí. Là một chiến sĩ, không chỉ ngăn các đòn tấn công đến đồng đội, còn phải biết lấy hạ gục đối thủ làm đầu. Còn người chị vốn lương thiện, hơi yếu ớt, cho nên chị cần phải luyện tính công kích của mình. Phải không ngừng khiêu chiến giới hạn của bản thân. Đối mặt với giết chóc vẫn phải mỉm cười. Là một ADC, bất kể là giáp lá cà, di chuyển hay tung cú dứt điểm, tất cả đều dựa vào hai chữ phản xạ. Cho nên điều mà cô cần làm nhất chính là tập luyện tốc độ phản xạ. Một ADC hợp chuẩn thì tốc độ phản xạ phải cao gấp 3 lần người thường, đạt đến 0.1 giây. Mọi người nhìn đi, tôi chính vì không được huấn luyện nên mới bị cô ấy đánh. Là một pháp sư ở giữa đội hình, phải giết được nhiều kẻ địch mà vẫn không bị thương. Dựa vào APM hay còn gọi là tốc độ ngón tay trên phút, chính là thao tác thực hiện được trong mỗi phút. Phải đạt đến 300 mới được. Anh phải tập trung rèn luyện cơ bắp ở tay, kích thích thần kinh ngón tay. Nhớ là mỗi ngày đều phải khấn vái thầy bàn tay thần. Mọi người, hành động nào. Mọi người, chị Thương đã cho chúng ta tài khoản vào khu chuyên nghiệp để chúng ta vào đó tập luyện. Hy vọng mọi người có thể phát huy hết mình. Bắt đầu. Thế nào hả ông chủ, trạng thái thế này hài lòng chứ? Xem ra cũng mạnh đấy, tuyệt đối không đùa được đâu. Thiên nhân chảm, Blade.
Thiên Nhân Trảm trên cùng, xuất thần nhập hỏa, rơi xuống là giết ngay đối phương tại chỗ. Cấp 2 là rơi tháp à? Ace, tuyển thủ thiên tài, chơi được mọi game. Ví dụ như trò thú săn mồi, Half-Life, Ninja Rùa, chính là kẻ sinh ra vì game. Sao lại không lên? Xin lỗi, không đỡ cho cô thì cô chết. Còn đây là bạn gái của Ace, Bắc Bù. Từ lúc bắt đầu chơi trò chơi này thì đã là trợ thủ của Ace. Nhìn cách họ phối hợp đi, không một sơ hở, nhắm mắt cũng biết đối phương muốn làm gì. Cái này tôi hiểu, thần điêu hiệp lữ. Đúng đúng. Còn người này là Đại Hùng, từ Hàn Quốc qua đây. Gặp mặt không nói tiếng nào, đã xông vào giết. Anh xem, lối đánh của cậu ta rất là bạo lực. Chó điên, mới là cấp mấy mà gặp tôi đã giết. Ông chủ, biệt danh của cậu này là Địa Tinh, chuyên vào vai Pháp Sư. Anh đừng thấy cậu ta thấp bé mà xem thường. Này, mọi chất dinh dưỡng đều tập trung vào não bộ cậu ta. Chơi cái kiểu gì vậy? Thua cuộc. Cách biệt lớn như vậy đấy. Đối phương có lai lịch thế nào? Hai chiến đội ở khu chuyên nghiệp đều sẽ ẩn danh. Chúng ta chỉ cần biết là đội chuyên nghiệp thôi. Vậy chúng ta cách biệt lớn thế nào? Giờ đã biết rồi chứ? Chỉ bằng mọi người tổng kết lại xem, rồi tối nay chúng ta sẽ nói chuyện. Tiểu Tuyết, cô xem. Thật sự xin lỗi, khiến cô phải nghỉ phép, rồi làm chuyện hồ đồ này với con trai tôi. Chú Vương, xem chú nói kìa. Nếu tiệm nét không còn nữa, Khải Khải cũng sẽ rất buồn. Đứa trẻ này, từ sau khi bố nó bỏ đi, thì không còn nói chuyện với tôi nữa. Đừng xem thường trẻ con, trong lòng chúng biết hết đấy. Thật ra tôi rất cảm ơn mọi người. Khải Khải khoảng thời gian này thật sự rất vui. Chúng ta đều là những người thích chơi game. Tôi kính mọi người ở đây một ly. Nào, cạn. Chỉ chơi thôi thì không đủ đâu. Mọi người có biết trở thành một game thủ phải trả giá bao nhiêu sự cố gắng không? Chơi game có giỏi hơn nữa thì có ích gì? Cuộc sống vẫn rối ren như thường. Hơn nữa, chơi game thì có gì mà hay? Bạn bè không hiểu, người nhà cũng bảo chỉ lãng phí thời gian. Nhà đầu tư thì chỉ quan tâm mọi người có kiếm được tiền hay không. Tiểu Thương, cô còn từng tham gia Olympic. Đấy chính là thành tích đấy. Thành công đấy. Cô nhìn cô rồi nhìn tôi xem. Tôi từng mở song bài, tiệm bia, tiệm chơi game, còn mở tiệm net. Không có cái nào kiếm được tiền cả. Họ đều cười tôi, nói tôi là kẻ kém cỏi. Không sao cả. Mọi người nghe kỹ đây. Có một thứ, đó là đoạn đường này tôi thấy vui vẻ. Vậy là đáng rồi. Nào, cạn ly vì những kẻ kém cỏi. Nào, cạn đi, cạn. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ mọi người. Cuộc đời của mình tự mình quyết định. Không giống tôi, sinh ra thì mọi chuyện đã bị người khác sắp đặt hết. Chuyện gì cũng có thể dùng tiền giải quyết. Tôi thi vào trường điểm, tất cả bạn học đều cho rằng tôi dùng tiền mà vào trường. Tôi chơi game chơi đến cấp kim cương. Họ vẫn nghĩ tôi dùng tiền thuê người cày lên cấp. Chú Vương, lần này cháu thực sự là vì muốn giúp tiệm net chúng ta. Cháu muốn chứng minh cho mọi người thấy cháu dựa vào chính mình. Không giấu gì mọi người, tôi chính là vì tiền. Giải nhất cuộc thi được rất nhiều tiền.
kiếm được tiền rồi, tôi đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Đàn ông gì sao mà nói chuyện thẩm mỹ chứ? Cậu giàu có đẹp trai nên không hiểu đâu. Tôi vừa béo vừa xấu, từ nhỏ đã luôn bị bắt nạt. Tôi chưa từng có một người bạn gái nào cả. Tôi vẫn còn là trai tơ. Thật ra tôi cực kỳ hiểu anh. Từ nhỏ tôi đã được bà nội nuôi lớn. Bà đem mọi hy vọng gửi gắm lên tôi. Vì bà nội, tôi cố gắng hết sức chăm chỉ học hành. Nhưng tôi không thể thi được vào trường điểm. Không bao lâu sau, bà nội tôi đột nhiên trúng gió, nằm trên giường suốt, trên tay còn cầm găng tay tôi đan cho bà. Vậy nên vì bà nội, tôi nhất định phải lấy được hạng nhất cho bà xem. Nào, một lần nữa cạn ly vì những kẻ kém cỏi. Bố, chúng ta không thể thua. Tôi lại nghiên cứu một cách huấn luyện đặc biệt cho mọi người. Chuyện kể rằng 5.000 năm trước, kể từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách việc huấn luyện mọi người. Chào mừng mọi người đến với công viên William. Chỗ này là căn cứ địa bí mật của tôi. Những gì chị Thương dặn dò, tôi đã sắp xếp cả rồi. Hơn nữa tôi còn chuẩn bị cho mọi người vũ khí bí mật. Tầng dưới huấn luyện, trên lầu nghỉ ngơi. Mọi người chuẩn bị đi. Các bạn, chúng ta phải tìm hiểu rõ kế hoạch huấn luyện trong mấy tuần này trước. Huấn luyện của chúng ta chia thành sống, thể, công, trí, thần, 5 phần. Sống chính là cuộc sống. Dậy! Bao gồm thời gian biểu hàng ngày, chế độ ăn uống, chế độ thưởng phạt. Chế độ ăn uống được lập ra dựa trên dinh dưỡng cần thiết cho một vận động viên thể thao. Không được lãng phí, cũng không được lén ăn thêm. Thể, tức là tố chất thân thể. 10 phút nữa tập trung huấn luyện ở dưới lầu. Game và thể thao thông thường vốn không có gì khác biệt. Sức khỏe tốt là điều cần thiết của mỗi một tuyển thủ. Sau một vòng đấu, trí óc và thể lực nếu vượt quá sức chịu đựng có thể gây hôn mê cho tuyển thủ. Game cũng như vậy. Quá trình này có thể rất khổ cực, thậm chí là tàn khốc. Nhưng chúng ta phải kiên trì hoàn thành. Công chính là kỹ năng cơ bản. Mỗi một ngành nghề trên thế giới đều cần những kỹ năng cơ bản khác nhau. Game cũng vậy. Tráng Tráng, cậu không theo kịp tốc độ của Âu Dương Nam. Nhưng hai người đứng chung trong một đội, bất luận công hay thủ, ăn ý là điều quan trọng nhất. Giả Tráng Tráng, tôi chỉ muốn bảo vệ cô thôi. Ai cần anh bảo vệ? Có phải Vương Trạch hiếm khi chạy lên trên hỗ trợ cho cô không? Tự tôi có thể đối phó đối phương, chị Tuyết cũng đâu có chết được. Chúng ta là một đội, anh phải chăm sóc mọi người. Không thì Cao Tuyết phải một mình đơn độc chiến đấu rất vất vả. Phải tăng sức mạnh cú dứt điểm, đừng chỉ nghĩ đến giết. Cú dứt điểm thật sự chán lắm. Trò này của chúng ta, chiếm được cứ điểm của địch mới là thắng. Giết địch chỉ là thứ yếu. Trí, giống như tên của nó, chính là trí tuệ. Cũng có thể hiểu là kế hoạch tác chiến. Đây là một trò chơi đội nhóm, cần mọi người phối hợp với nhau bất cứ lúc nào. Người đứng hướng thứ ba trong nhóm thâm nhập vào dùng địch, làm rối đội hình họ. Và những đồng đội tuyến trên tuyến dưới cũng cần phải diễn kịch, diễn giống như đánh không lại đối phương. Cả đội linh hoạt phối hợp giữa nhóm trung tâm, nhóm trong rừng, nhóm hỗ trợ. Vậy sẽ có khả năng áp đảo rất lớn, tạo cho mình ưu thế cực mạnh, để khả năng chiến thắng nghiêng về phía mình. Thần chính là tinh thần đồng đội. Muốn thắng,
chúng ta phải không chút do dự mở rộng lòng đón nhận đối phương, thật lòng thật dạ nghĩ cho đối phương. W game không phải trò chơi cá nhân. Trên chiến trường, mỗi chiến hữu đều là người nhà của mình. Chúng ta phải dùng hết khả năng để bảo vệ họ, yêu mến họ. Tôi rất nóng lòng để được gặp họ. Đối thủ càng mạnh thì càng thú vị. Không được, xem tôi này. Còn 8 ngày nữa đến cuộc thi. Cũng đâu có hơn gì chứ. Sư gia, có phải chúng ta nên làm gì đó không? Đội kia hình như luyện tập như điên như xuồng đấy. Qua đây. Bảo cậu bình thường đọc thêm nhiều sách vào, sao lại không nghe lời chứ? Như điên như xuồng à? Cái đó là như điên như cuồng. Giống như tên tiếng Anh của tôi là Charlie mà đọc cũng không xong, giờ đã hiểu chưa? Luyện tập như điên sao? Tôi khinh. Lúc nhỏ tôi thường đến đây chơi đu quay, nghĩ về bản thân rồi sẽ có một ngày rời khỏi trấn này. Này, lần trước làm gãy kính râm của chị, tôi tìm được cái khá giống với những gì tôi nhớ. Coi như đây là lời xin lỗi. Thật ra nếu không có sự giúp đỡ của chị, quả thực chúng tôi không có cơ hội nào cả. Tôi không giúp đỡ không công đâu. Công thức đâu, tìm thấy chưa? À, chẳng phải tôi đang tập luyện sao? Chị đừng vội. Có lúc tôi nghĩ đầu óc tôi có phải có vấn đề rồi không mới đi tìm người như anh. Duyên phận mà. Tôi cảm thấy rất nhiều chuyện trên đời đều đã được số phận sắp đặt. Nếu chúng ta không trải qua những chuyện đáng ghét này thì hôm nay cũng sẽ không ngồi đây ngắm trăng trò chuyện. Chị Thương, cho chị xem thứ này. Đây là gì? Cái này là bùa hộ thân mà bố tôi đã đưa cho tôi lúc tôi học trung học. Chú có lòng thật đấy. Gì chứ? Lúc trước bố tôi mở tiệm game, tùy tiện lấy một sàng rồi đục lỗ đưa cho tôi thôi. Ai mà đi thích thứ này chứ? Tôi nói anh nghe, sau này đừng gọi tôi là chị nữa. Tôi còn nhỏ hơn anh đấy. Này, một ngày làm cô giáo, cả đời làm chị mà. Thi đấu vòng loại chia làm 16 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. Đội duy nhất đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng 16 đội. Đối thủ lần lượt sẽ là M6, GLC, ATP. Tên đội cái kiểu gì vậy? Đều là chữ cái thôi. Phải đấy, tên mà tôi nghe còn không hiểu. Đâu có hay như tên chúng ta, đúng không chú Vương? Chỉ biết nói đùa với chú thôi. Đi nào, nấu cơm thôi. Không còn bao nhiêu thời gian nữa, mọi người chuẩn bị bắt đầu đi. Tên này khá lắm. Ông chủ, trận này thật sự đánh quá đẹp. Ừ,
Ông chủ, em vừa nhận được tin đội gia đình thắng lợi cũng vào trong rồi. Ông chủ, có cần làm chút trò nho nhỏ không? Không cần. Dựa vào vận may thì chúng không đi được bao xa đâu. Cậu nói đúng không, đội trưởng? Không sai. Cứ đợi mà xem. Nói gì vậy? Đội trưởng nói cậu ấy nhớ con chó và dì ba ở nhà. Không thể ngờ có thể vào được vòng quyết đấu. Tên Triệu Kim Phát kia, lần này có kịch hay để xem rồi. Cái tên đó, bố nói con nghe, cả đời đều không phải là đối thủ của bố. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thắng thua không quan trọng, chỉ cần vui vẻ là được. Đúng. Được rồi, đồ đạc sắp xếp xong rồi, vậy con đi nhé. Đưa cho con. Cố lên nhé. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp giải đấu W Game toàn quốc năm 2017. Lần thi đấu này có giải thưởng lên đến 1 triệu nhân dân tệ, trước giờ chưa từng có. Ngày mai chúng ta sẽ bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Hiện tại, các đội tham gia W Game lần này đã tập trung đầy đủ. Rất nhiều tuyển thủ có năng lực cá nhân rất vượt trội. Thâm Thành, giải thưởng cao như vậy, cơ hội rất lớn để nổi tiếng. Đây là một cuộc thi chân chính đầy ý nghĩa. Hai mươi phút nữa tập trung ở đại sảnh tham gia bữa tiệc của nhà tài trợ, sắp xếp đồ đạc đi. Đối thủ trong vòng 8 đội của chúng ta đang ngồi ở hướng 2 giờ. Mọt sách, đừng xem thường họ, đội này được thành lập lâu rồi. Họ đều là các mọt sách khoa học ở các trường đại học nổi tiếng. Bọn họ chủ yếu chơi theo lối phòng thủ, rất giỏi trong chiến đấu kinh tế. Này, mấy cô gái kia làm gì vậy? Tôi chỉ biết đội này được thành lập không lâu. SS, các thành viên toàn là nữ, rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, sao cứ phải chơi game? Cẩn thận đấy, chúng ta có thể sẽ gặp họ ở tứ kết. Rất mong đợi. Xin lỗi, tên khốn. Tiểu Thương, lâu rồi không gặp. Anh muốn nói gì? Game thủ chuyên nghiệp mà lại lãng phí thời gian vào mấy thứ vô dụng này. Mong anh tôn trọng bạn bè của tôi. Gia đình thua cuộc, chúng tôi đến chào hỏi thứ vô dụng mấy người thôi mà. Lúc tôi bắt đầu chơi game thì anh còn đang tè dầm đấy. Mồm miệng lanh lợi mấy cũng vô ích. Chúng ta gặp nhau ở trận đấu, nếu lúc đó các người còn trụ lại được. Tiểu Thương, tôi thật sự rất muốn đấu với cô một trận trên chiến trường. Đáng tiếc quá, các người chẳng qua. Chào mừng đến với vòng đấu 8 đội của W Game. Anh nghĩ thế nào về cuộc thi đấu hôm nay? Vẫn xem trọng những đội mạnh truyền thống thì hơn, vì tôi cảm thấy thực lực của họ không có gì phải bàn cãi. Chiến thắng chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng tôi nghe nói trong vòng loại lần này có một đội mới đấu rất hay. Vậy thì cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Tiếp sau đây là đội mạnh truyền thống Aegis. Chiến đấu với một đội mới vô cùng thú vị, gia đình thắng lợi. Chúng ta có thể nhìn thấy đồng phục đội Aegis là trang phục chất liệu cao cấp, trông rất điềm tĩnh. Nhưng ngược lại, bên phía gia đình thắng lợi, đồng phục họ mặc cảm giác giống như đi sửa xe vậy. Tôi lại cảm thấy đồng phục của họ rất thú vị, nó cũng phù hợp với thân phận ngựa ô của họ.
Mọi người đừng căng thẳng, cứ theo kế hoạch của chúng ta mà làm là được. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Lối đánh của Aegis chính là dựa vào kinh tế là chính. Họ đã bày ra thế trận quen thuộc của mình. Tôi tin chỉ cần cho họ thời gian 30 phút, thắng trận đấu này có lẽ chỉ là chuyện nhỏ. Aegis đang một mình lên tuyến trên. Gia đình thắng lợi sao cũng chạy lên rồi. Chúng tôi phát hiện gia đình thắng lợi bất ngờ thay đổi hướng đi. Họ đang làm gì vậy? Quy tắc đúng không phải như vậy. Aegis, cách đánh là dựa vào kinh tế làm chính, chuyên đi theo ba hướng theo lối truyền thống. Có chiến thuật chính xác đến từng giây. Muốn đánh bại họ, bắt buộc phải dùng cách ngược lại, làm loạn tiết tấu của họ, giành chiến thắng ngay giai đoạn đầu. Mọi người đổi lộ tuyến trên dưới, Tráng Tráng và Âu Dương của tuyến dưới sẽ lên trên để áp đảo chiến sĩ của họ, ngăn cản họ kiếm tiền. Còn chiến sĩ của chúng ta sẽ rút xuống tuyến dưới, giành lấy ưu thế. Phải tin vào công thức của chúng ta, không được hoảng loạn. Lên đi. Mặc dù Aegis tính toán rất chuẩn xác về mặt kinh tế, nhưng họ không đối pháo linh hoạt được với chiến thuật biến hóa. Đúng, năng lực phản xạ khi lâm trận của họ vẫn còn chưa đủ mạnh. Đến đây nào, các anh chàng khoa học gia. Vừa rồi Thánh Game sử dụng kỹ năng ẩn thân, xông thẳng vào trong trận chiến, thi triển tất cả kỹ năng lên đối phương. Bên này Newton đã thi triển kỹ năng di chuyển, trốn ở dưới tháp. Nhưng xem ra tháp 1 sẽ không giữ được. Chúng ta có thể thấy gia đình thắng lợi đã giành được ưu thế áp đảo. Chuẩn bị đánh thôi. Tuyến dưới bị phá, đã tạo nên thế đánh 3-1. Gia đình thắng lợi lấy gì để phòng thủ đây? Gia đình thắng lợi đang không ngừng đuổi đến tháp 2. Kinh tế và trang bị của Thánh Game cũng rất tốt. Hiện đang xông thẳng đến khiêu chiến Terras. Không ngờ Terras sẽ bị giết. Aegis mất ưu thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hủy hoại căn cứ. Căn cứ của Aegis đã bị gia đình thắng lợi giành được rồi. Nhóm SS nổi tiếng quả nhiên không phụ sự kỳ vọng mà vào đến tứ kết. Tôi lại cảm thấy đối thủ của họ có lẽ là nhóm không có danh tiếng, chỉ dựa vào may mắn thôi, không có gì đáng tin cả. Tôi lại rất kỳ vọng vào việc Ngựa Ô xuất hiện. Trái ngược với dự đoán, đội tấn công đầu tiên lại là gia đình thắng lợi. Đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Lý Gián, hôm đó chẳng phải tôi đã bắt chuyện với một cô gái sao? Cô ấy chính là pháp sư tiểu cửu của SS. Tôi có thể ngồi đây không?
tối hôm đó tôi có uống vài ly với cô ấy. Chỉ có vài ly thôi. Nhưng tôi lại phát hiện ra một bí mật lớn. Thông qua tiểu cửu, William biết được thành viên SS không mấy hòa thuận với nhau. Nữ phù thủy đâu rồi? Mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở chỗ nữ phù thủy và ách vận của tuyến dưới. Vậy nên trong lúc chiến đấu, chúng ta có thể bỏ qua một ít điểm mà tập trung liên tục gây rối tuyến dưới, làm gia tăng mâu thuẫn của họ. Hoa kiếm. Chiêu thức đẹp lắm, hoa kiếm bị giết rồi. Đến đây, sau khi được bơm máu, William vẫn luôn chờ đợi thời cơ, thậm chí còn tiến đánh vào trong rừng. Gia đình thắng lợi này chẳng có tố chất gì cả. Pháp sư của gia đình thắng lợi hy sinh điểm thưởng để công kích tuyến dưới, đúng là hiếm thấy. SS bị thua không còn gì để nói. Cô cố tình mặc kệ đúng không? Là cô tự tìm cái chết thôi. Hoa kiếm, còn cô, tôi không thể cứ túc trực ở tuyến dưới được. Các cô điên hết rồi sao? SS hình như đang xảy ra tranh chấp. Gia đình thắng lợi đang không ngừng hủy hát. Khoảng cách đã trở nên rất lớn. Vậy có phải là hơi bỉ ổi không? Này, là binh lính, sao nói tới bỉ ổi? Tôi ủng hộ cách của William. Hơn nữa, nếu họ đoàn kết tin tưởng lẫn nhau thì sẽ trúng kế sao? Rốt cuộc cô có biết chơi game không vậy? Tự cô muốn chết còn kéo theo người khác. Tôi sao? Có phiền không? Có thôi đi không? Trận đấu tứ kết mà cô làm ăn vậy hả? Rốt cuộc là cô cố tình phải không? Ý cô là sao? Tôi chơi tốt nhất ở đây rồi. Chúc mừng nhóm gia đình thắng lợi đã giành được chiến thắng. Bây giờ thua rồi đấy. Nhìn cái gì mà nhìn? Đi thôi. Thật không hiểu sao cô lại có nhiều lý do đến thế nữa. Anh không xem nữa sao? Chán quá, đều là thứ vô dụng. Nhóm ranker này, mọi người đều hiểu rất rõ, lối đánh của họ biến đổi không ngừng. Hơn nữa, thực lực cũng không cần phải nghi ngờ, chỉ là tôi khá lo cho đội có xuất thân tiệm nét kia, lần này rốt cuộc vận may của họ sẽ đi đến đâu. Chơi thôi. Ồ, bên này chúng ta nhìn thấy kỹ năng tấn công bất ngờ. Saiju của Ranker xuất hiện trong rừng. Sát thủ của hai bên đang giao chiến ở đây. Cuộc đại chiến sắp sửa nổ ra. Bên này có thể nhìn thấy cú giáng từ trên trời xuống. Thánh game trúng một đao và đang lùi lại. Bên này chúng ta đã nhìn thấy anh ấy dẫm ngay vào thẻ pháp thuật nên bị cầm tù rồi. Nhưng vào lúc này sao Poker lại xuất hiện ở trong rừng chứ? Chết đi! Cái quái gì? Hai người... Căn cứ vào tình hình chiến thuật của họ các trận trước, thật ra họ không hề dùng thế trận gì đặc biệt. Chiến thuật toàn cầu và Purse họ đều dùng. Sở trường của họ là khống chế tiết tấu trận đấu, khiến đối thủ không kịp chuẩn bị mà đi vào bẫy họ đã bày sẵn. Thật ra, nếu không muốn bị họ dắt mũi, rất đơn giản. Chính là chúng ta phải có một chiến thuật ổn định, lấy bất biến ứng vạn biến. Thì ra Ranker đang dùng chiến thuật song du tẩu. Nếu là như vậy, có tầm nhìn tốt để tránh ganh là quan trọng nhất. Chúng ta bắt đầu nào. Are you?
Cô đang đùa với tôi sao? Ra đây đánh với tôi này. Tôi nghĩ đội gia đình thắng lợi chỉ có thể đánh vì tiền. Vậy nên dẫn đến Ranker có sử dụng chiến thuật song du tẩu cũng không có mấy tác dụng. Có thể nói kiểu đánh này của gia đình thắng lợi khá là ổn định. Trừ ADC ra, tất cả những thành viên khác đều tập trung phòng thủ, có lẽ đang đợi cơ hội nào đó. Cầm cự thêm chút là ổn. Cuối cùng họ cũng mất kiên nhẫn. Đến đây nào. Song sát. Tam sát. Tứ sát. Ngũ sát. Bạo tẩu nam của gia đình thắng lợi không ngờ đã đạt được ngũ sát. Chiến thuật song du tẩu của Ranker đã hoàn toàn bị phá bởi chiến thuật một công bốn thủ của gia đình thắng lợi, dẫn đến thiếu tiền cho trang bị. Vậy chúng ta hãy cùng chúc mừng gia đình thắng lợi dựa vào vận may của họ đi đến vòng cuối cùng. Đánh giá thấp họ rồi. Ace, phải chú ý lúc chiến đấu, không được quá khinh địch. Ông bố hồ đồ đang gọi. Alo. Cuộc thi đã diễn ra được một tuần. Gia đình thắng lợi đã duy trì thành tích chiến thắng, thành công tiến vào chung kết. Họ sẽ gặp chiến đội ưng đen trong truyền thuyết. DC, với tư cách từng là đối thủ của ưng đen, anh có cảm nghĩ như thế nào? Cả đời tôi chưa từng bị đánh thảm như vậy. Ưng đen đó thật sự là nhóm được dự đoán chiến thắng cao nhất. Kỹ thuật chiến đấu của họ tốt đến mức khó tin. Khả năng nắm bắt thời cơ chiến đấu và sự tuân thủ chiến thuật đối với việc khống chế cuộc thi thật sự rất điên cuồng. Xem ra gia đình thắng lợi không có cơ hội rồi. Là vậy sao? Theo như tôi biết, đây là lần đầu tiên họ tham gia thi đấu offline. Tuy có tiểu thương cố vấn cho họ, nhưng đội này cũng chỉ mới thành lập được vài tháng. Đây là cuộc thi có giải thưởng lên tới hàng triệu, những thứ như sự may mắn. Xin lỗi, chen ngang một chút, chúng tôi vừa nhận tin tiệm net do gia đình thắng lợi đại diện do vi phạm kinh doanh nên bị hủy tư cách thi đấu. Có thành viên bị mua chuộc đã rời khỏi đội. Tình hình cụ thể trước mắt vẫn đang được điều tra. Nếu trước khi thi đấu không cách nào khôi phục tư cách, vậy thì đội ưng đen sẽ trực tiếp giành được giải quán quân. Giải thưởng 1 triệu nhân dân tệ chỉ còn cách họ một bước thôi. Tiểu Tuyết, Khải Khải ngủ rồi à? Vâng. Chú Vương, tiệm net xảy ra chuyện gì vậy? Đừng nhắc đến nữa. Không biết là ai đi tố cáo tôi. Nói tiệm net của tôi cho trẻ vị thành niên vào chơi. Tôi có nói đứa bé này là do mẹ nó gửi ở đây, nhờ tôi chăm sóc cho nó. Nhưng họ không tin, cứ nhất quyết đòi điều tra, còn bắt tạm dừng kinh doanh nữa. Trời ạ, ngày mai cháu sẽ đi tìm quản lý ban ngành giải thích. Không phải, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là nếu tiệm net này của tôi bị đóng cửa thì cả chiến đội sẽ đều bị mất tư cách chiến đấu. Tôi thật sự xin lỗi mọi người. Này, đi đâu thế? Đến cả rồi à? Vương Trạch nhanh lên, chào hỏi mọi người đi. Chào hỏi mọi người đi. Nào, uống bia đi mọi người. Âu Dương Nam uống nào. Cay rồi, cay gì mà cay. Dù sao cũng không thi đấu được nữa. Cay cái gì chứ. Nào, uống cùng tôi nào. Anh uống bia thì có ích gì? Không có ích gì. Chẳng có tác dụng gì. Tôi là vô dụng nhất.
Vương Trạch, đừng quậy phá nữa. Không được thì ngày mai con lại quay về làm việc. Nào, đi làm sao? Tôi cũng không sợ nói sự thật cho mọi người biết. Tôi là thất nghiệp nên mới quay về đây. Tôi căn bản chẳng phải tiếng Anh gì cả. Tôi là bị thành phố lớn đuổi về đây đấy. Còn nói cái gì vậy? Bố đừng có ngạc nhiên. Công việc cũng không giữ được. Mẹ con bị bệnh, bố cũng không có tiền. Bây giờ thì sao? Ngay đến tiệm nét rách nát, bố cũng không giữ được. Con đúng là con trai ngoan của bố đây. Kế thừa hết mọi ưu điểm của bố. Gen kém cỏi. Triệu Kim Phát, ái chà, khách quý, ngôi sao lớn, sao lại đến đây? Ông chủ Triệu, chúng ta nói thẳng ra đi, có phải ông sợ thua không? Tiền tôi trả lại cho anh. Sao vậy? Chê ít à? Hôm qua là tôi hồ đồ. Cậu có biết đội của cậu bị hủy tư cách thi đấu rồi không? Có hủy tư cách thì tôi cũng không bỏ rơi họ. Giả vờ đại nghĩa. Hả? Cậu thi đấu có phải là vì chút tiền này không? Từ lâu đã không thấy nữa rồi. Tên béo kia, tôi cho cậu biết, nếu không có chuyện này thì cả đời cậu cũng chẳng lọt vào mắt sư gia này đâu. Cậu tưởng cậu làm xã hội đen ở Vịnh Đồng La hay sao mà còn giở trò xem trọng tình anh em? Đồ nhãi nhép. Tên này đang đùa với ai vậy hả? Chẳng là cái thá gì cả. Tên ngu ngốc, khốn kiếp, không ra gì. Nhìn cái mặt đần ra kìa, ngu ngốc. Ông chủ, là cậu tố cáo tiệm nét của Vương Thắng Lợi sao? Đúng, chính là anh ta. Anh ta còn mua chuộc thành viên béo kia rời nhóm nữa. Game thủ chuyên nghiệp chúng tôi chỉ phân chia thắng thua trên chiến trường. Đồ khốn kiếp. Cậu nhớ rõ cho tôi, cá cược cũng phải có tự trọng, có hiểu không? Từ nhỏ tôi đã chơi bài cá độ với Vương Thắng Lợi, cá cược cả đời, nhưng tôi chưa từng giở trò. Cậu mau chóng đi nói với quản lý ban ngành đi. Long cao tử khiến tôi say. Vương Trạch, anh định cứ mãi uống như vậy sao? Chứ cô nghĩ tôi còn có thể làm gì? Công việc không có, thi đấu cũng không còn, bây giờ đến tiệm nét cũng mất, đến bố tôi cũng mặc kệ tôi rồi. Anh đừng uống nữa. Này, tôi nói cho cô biết một bí mật nhé. Tôi thật sự không hề biết gì về công thức bánh thịt chiên chết tiệt kia. Từ đầu đến cuối tôi đã lừa cô đấy. Tôi chính là một tên lừa đảo chết tiệt. Anh nghe tôi nói. Trước đây có một cô gái tập luyện điền kinh, mỗi ngày đều một mình chạy rồi lại chạy. Mãi cho đến một ngày, cô bé ấy gặp được một ông chú. Có lẽ trong mắt nhiều người, chú ấy không phải là một người bố thành công. Nhưng trong lòng tôi, chú ấy là người bố tốt nhất trên đời.
Chú ấy nghèo, cũng rất yếu đuối. Nhưng chú ấy biết cuộc sống thật sự là gì. Trên đời này còn có chuyện gì quan trọng hơn sống vui vẻ nữa chứ? Bây giờ cô nói những lời này thì có ích gì? Dù gì cũng không thể thi đấu được nữa. Cô tiếp tục đi con đường tươi sáng của cô. Tôi tiếp tục đi cầu độc mộc của tôi, được không? Tôn Ngộ Không, cô giáo cuộc đời. Nghe điện thoại đi. Chẳng phải anh nói chúng ta không thể thua sao? Tại sao bản thân anh lại thua trước? Phải, anh không đối phó được với sếp, không thắng được thì bị chủ nhà đuổi đi, không tìm thấy bạn gái phù hợp. Ở thành phố lớn, anh chính là kẻ kém cỏi. Nhưng anh có trái tim chính nghĩa đầy nhiệt huyết, anh sẽ mãi không chịu khuất phục như một tên ngốc. Anh có biết game không thể thua không? Cuộc sống cũng thế. Bộ trưởng, có còn chơi tiếp không? Xin lỗi đội trưởng, tôi đến muộn, xin lỗi. Này, tôi còn tưởng anh lâm trận bỏ cuộc rồi chứ. Lại có thể chơi game rồi, có vui không? Nhóc con nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu trận đấu này mà thua thì món nợ này của nhà chúng ta còn có trả nổi không? Bố nói xem, cả đời này cứ luôn sống trong sự tính toán cẩn thận, thú vị sao? Chó hoang cũng có ước muốn trở thành sói mà. Đây là địa điểm thi đấu. Các tuyển thủ đang thảo luận vai trò ra sân của họ. Sự lựa chọn của họ sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng thuộc về bên nào. Bây giờ hãy nhìn hai bên đối thủ. Chiến đội ưng đen trông có vẻ rất thoải mái. Gia đình thắng lợi, chúng ta cũng đã biết họ khát khao chiến thắng. Gia đình thắng lợi trở lại rồi sao? Đúng vậy, tiệm net do họ đại diện từng bị người ta tố cáo cho trẻ vị thành niên vào chơi, bị đình chỉ kinh doanh. Qua điều tra, phát hiện chỉ là sai lầm nên đã khôi phục lại tư cách tham dự thi đấu. Bây giờ họ đã trở lại rồi. Mẹ, cố lên. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Chiến đội ưng đen sẽ sử dụng hiểu biết của họ về trò chơi, cả về kinh nghiệm lẫn sức lực để phân cao thấp với gia đình thắng lợi. Tôi rất trông chờ vào biểu hiện của gia đình thắng lợi. Tôi cũng vậy. Sự cuốn hút của game bây giờ đang sáng tạo ra thời đại mới, tràn đầy lôi cuốn và sự nhiệt tình. Chưa đến phút cuối cùng, không ai biết được kết quả thế nào. Tôi tin rồi sẽ có một ngày game càng đi xa hơn so với bóng đá và bóng rổ. Các game thủ sẽ có được fan hâm mộ của mình, trở thành anh hùng mới.
Gia đình Thắng Lợi là một đội trẻ mà có thể vào đến chung kết thực sự rất ấn tượng. Có điều hôm nay họ sẽ đối mặt với một đối thủ cực mạnh, đó chính là Ưng Đen. Tôi tin vận may của họ sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Bất luận thế nào, hãy chúc họ thi đấu may mắn. Chiến đội Ưng Đen khí thế hừng hực, lấy ra những trang bị mạnh nhất của họ. Chúng ta có thể thấy thánh game của Gia đình Thắng Lợi đã đổi đao sang một loại binh khí giống gậy côn vàng. Trong thế giới game, ngoại hình là vô dụng, trí tuệ mới quyết định tất cả. Bây giờ chúng ta dựa theo tiết tấu chung mà nói, cả trận đấu có vẻ ổn định. Có điều, theo số liệu mà nói, ưu thế của Ưng Đen là rất lớn. Xem ra vận may của Gia đình Thắng Lợi cũng chỉ đến đây thôi. Nếu ưu thế này cứ tiếp tục như vậy, quả cầu tiếp giữa hai đội sẽ càng lúc càng lớn. Chảm đấu. Tốc chiến tốc thắng đi. Bây giờ kỹ năng của mỗi bên cơ bản đã dùng hết. Chúng ta nhìn thấy Thiên Nhân Chảm đột nhiên xuất hiện, bắt đầu chém giết. Chiến đấu với đội trước đó đã tiêu hao phần lớn thể lực là Gia đình Thắng Lợi. Chúng ta có thể nhìn thấy sự hỗ trợ của Thiên Nhân Chảm vô cùng chính xác, giành được thắng lợi trong đánh nhóm. Chia ra 4-1. Họ chia làm hai nhóm, Chảm di chuyển qua lại bất cứ lúc nào để giành lấy ưu thế về số lượng. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Đi theo tiết đấu của họ trước đi. Trận đấu tiếp theo đối với Gia đình Thắng Lợi mà nói là vô cùng nguy hiểm. Nếu như bị loại một lần nữa, Ưng Đen căn bản có thể giành được thắng lợi lần này. Đúng vậy, Gia đình Thắng Lợi càng lúc càng khó khăn trong đánh đối kháng. Bất luận là đấu solo hay đấu phối hợp đều không thể ngăn được đòn công kích của Ưng Đen. Cách biệt về kỹ thuật giữa họ thật sự rất lớn. Tiểu thương, tôi muốn tạm dừng. Chúng ta có thể thấy Gia đình Thắng Lợi đột nhiên yêu cầu tạm dừng. Phải, sau đợt tấn công này có lẽ Ưng Đen giành được thắng lợi. Không biết thành viên thần bí của Gia đình Thắng Lợi lại có chiến thuật gì mới đây. Tôi nhớ lúc ở quán rượu, Chảm từng nói luôn muốn đấu với cô. Vương Trạch có thể ẩn thân, nếu tốc độ đủ nhanh thì tôi có thể trộm được pha lê của đối phương. Vậy nên lúc này nếu cô ra thế trận cho tôi thì có thể thu hút sự chú ý của toàn bộ thành viên. Nhưng mà lâu lắm rồi tôi không chơi game. Tôi không biết bản thân mình. Tiểu thương, muốn chiến thắng bóng ma tâm lý, trước tiên phải đối mặt với nó một lần nữa. Thank you.
vững. Lên! Thành viên đã thoát khỏi đội đi trộm tháp. Chảm, căn cứ đang bị tấn công. Thành viên bị phát hiện rồi. Các thành viên đội ưng đen đang rút về căn cứ. Trận đấu có lẽ sắp kết thúc rồi. Không, tiểu thương vẫn chưa gục ngã. Cô ấy đang liều mạng ngăn kẻ địch về căn cứ. Bắc Bồ đang sử dụng ma pháp. Đại Hùng nhanh chóng ngăn cản. Thành viên tránh được đòn tấn công, lợi dụng vị trí tiếp tục tiếp cận pha lê của căn cứ địch. Nguyên nhân chảm đến rồi. Xem ra gia đình thắng lợi đã hết hy vọng. Chúng ta có thể nhìn thấy pha lê vẫn còn chút máu, còn một chút nữa thôi. Gia đình thắng lợi, thắng rồi, đúng là thắng rồi. Tôi vẫn luôn nói gia đình thắng lợi có thể mà. Thưa các vị hương thân phụ lão, bây giờ xin mời chủ tịch tiệm nét gia đình thắng lợi, ông Vương Thắng Lợi. Hoan hô! Tiệm nét thắng lợi hoạt động trở lại sau khi mở rộng quy mô trong năm thứ 30 hoạt động kinh doanh của Vương Thắng Lợi, lần đầu tiên có tiến bộ. Sau này con định mua vòng đua quay kia rồi mở rộng lại từ đầu. Kim Uy Liêm đã mua công viên giải trí cùng với bố cậu ấy, chuẩn bị các thiết bị trò chơi mới. Chỗ này sắp mở cửa lại rồi. Nhà họ Vương chúng ta, hễ nam nhân trong nhà đến tuổi 30 thì sẽ truyền bảo bối này lại cho người đó. Bây giờ bố sẽ truyền lại cho con. Thầy Vương, đến anh rồi. Biết rồi. Này, sao hôm nay lại cố tình mặc đồ đôi với em thế? Tình nhân mà không mặc đồ đôi thì mặc gì? Nói anh biết, lát nữa đừng có mà làm liên lụy đến em. Yên tâm đi. À mà, bỗng dưng trở thành nhà bình luận game chuyên nghiệp, anh có cảm giác thế nào?
bộ phim dành tặng cho những người dành tình yêu cuồng nhiệt cho game.